học để rồi thành công rồi, công nhân rồi. Đó. Vẫn là chú nhưng làm chủ nhật luôn. Đúng rồi, nói chung là học để thành nhân, thành người Người ta mời mình về giảng nhiều tiền lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, mấy trăm triệu ấy. nhưng mà có dám đi đâu. Không dám đi, Muốn lắm. đấy là tính mang vét các kiểu rồi, mấy trăm triệu bây giờ có tiền thì cũng được đúng không, bây giờ lên thì bảo là Chia sẻ truyền kiểu cảm đúng hứng chia không? sẻ với cái đường học, giờ mà kể không khéo không mấy ông biên tập rồi các kiểu rồi không khéo ngơ ngác luôn, mấy ông này mời mấy con này mời ông này về làm gì nhỉ, truyền cái gì ở đây nhỉ, truyền cảm hứng cho các cháu học. Còn bữa đi ăn tiệc đấy thì có hôm đi ăn tiệc gì có du học gì gì ấy. Có cái bé gì ấy có cái chị kia bảo mình lại động viên cho em một tí để sang đấy ăn học các kiểu, em cũng mới nhận cái học bổng mua mấy tỷ ấy của nhà trường chuẩn bị đi nước ngoài đi du học, em có gì em động viên cháu một tí. Mình bảo em ngày xưa em bỏ học thì đi phụ Angola biết gì đâu động viên chị đâu, Angola thì cũng như đi du học thôi mà đấy, lại động viên cháu một tí ngơ luôn, mà ngơ ngơ luôn. Ba đi nhận cả cái học bổng có mấy tỷ của trường. Một thằng này bỏ học cấp 3 thì lại động viên cháu. Động viên cháu chịu. Ngày xưa là năm 18 tuổi là Linh được đi du học đấy, đi xuất khẩu ấy. Mọi người làm chữ T. Chữ T này. Ok, xong chữ T này tắt, anh nghỉ nhá.